Đồng hồ cổ Giang Hằng xin kính chào toàn thể các bác. Chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Đồng hồ cổ Giang Hằng bên em. Và hôm nay em tiếp tục giao lưu và giới thiệu đến với các bác một chiếc đồng hồ cassette 8 gồng 8 múa hàng zin nguyên bản các bác nhé. Và cũng có rất nhiều bác thì cũng không muốn chơi hàng độ chế. Thì hôm nay em cũng xin giao lưu và giới thiệu đến với các bác một chiếc đồng hồ cassette 8 gồng 8 múa với hàng zin nguyên bản với cái giá mà nó quá bình dân và hợp lý để cho các bác cũng có thể sở hữu một chiếc đồng hồ mà zin nguyên bản mà hình thức dáng của nó phải đẹp và xuất sắc như thế này, mà cái giá thì nó cũng đảm bảo và hợp lý kể cả về chất lượng đến âm thanh. Thì cũng có nhiều bác thì cũng biết về cái dòng cassette đời sang máy to này rồi. Về cái chất âm thì dòng cassette 8 gâm đồng thì âm của nó quá hay luôn. Nó cũng không kém gì một chiếc Odo 368 đâu các bác ạ. Vâng, với cái chất âm của nó thì nó quá đỉnh luôn. Nó cũng ngang ngửa cái một chiếc Odo 368 các bác ạ. Mà giá thì nó hợp lý cho các bác. Thì bác nào cũng có thể sở hữu cho mình một chiếc đồng hồ zin nguyên bản với cái chất âm nó quá hay, nó cũng tương đối cũng như thường là Odo 368 mà cái giá thì bình dân. Thì hôm nay em xin giao lưu đến với các bác chiếc đồng hồ cassette 8 gâm 8 búa hàng zin nguyên bản này. Thì mã số của chiếc đồng hồ cassette này là 683 và kích thước chiều dài của nó là 71 và rộng 35 các bác nhé. Vâng. Và bên em giao lưu đến với các bác với cái giá là 11 triệu. Vâng, cái giá nó quá hợp lý phải không các bác? Mà và cái hình thức của nó thì quá đẹp và sang trọng luôn, mà của nó lại là zin nguyên bản nữa. Thì bác nào mà muốn sở hữu cho mình một chiếc đồng hồ zin nguyên bản của Pháp thì các bác nên lựa chọn cho mình những chiếc đồng hồ mà thương hiệu của nó là dòng đời cassette này. Thì máy của nó chạy rất khỏe và ổn định, mà âm của nó thì rất hay luôn các bác ạ. Âm cũng không kém gì chiếc Odo 368 đâu, mà giá thì nó lại hợp lý để cho các bác sở hữu một chiếc cassette 8 gồng 8 múa hàng zin nguyên bản này. Thì bên em giao lưu đến với các bác với cái giá là 11 triệu. Bác nào quan tâm đến một chiếc đồng hồ cassette hàng zin nguyên bản này thì xin liên hệ cho em theo số máy 0350 005 943, là số Zalo bên em. Và địa chỉ bên em là thị trấn Cổ Lễ, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định các bác nhé. Vâng, những bác nào mà có thể về bên cửa hàng đồng hồ cổ Giang Hằng bên em và giao lưu với đồng hồ cổ Giang Hằng thì các bác cứ về tới cầu Điện Biên. Vâng, cầu Điện Biên, thị trấn Cổ Lễ thì cứ alo cho em, nhà em ở ngay đó. Vâng, và em sẽ đến tiếp theo là giới thiệu qua về một chiếc cassette với cái dáng thùng dài với cái họa tiết chạm đục bốn góc hoa văn, bốn góc hai bên rất đối xứng, và cái chiếc này thì vân nó quá là đẹp và nổ bật luôn các bác ạ. Đây em sẽ quay gần chi tiết để cho các bác cùng ngắm nhìn một chiếc đồng hồ cassette hàng zin nguyên bản 8 gồng 8 búa các bác nhé. Và chiếc thùng thì nó quá là đẹp luôn, dáng thùng quá đẹp. Vâng, mà chất gỗ thì còn là chắc chắn lịch nạp, không có cong vênh mọt mối gì các bác nhé. Thùng zin nguyên bản bên em còn giữ nguyên những cái vẻ đẹp của chiếc thùng luôn, chưa có spa gì các bác nhé. Mà người Pháp người ta sử dụng mà còn giữ được một cái nét đẹp như thế này quả là cũng là quý hiếm các bác ạ. Và đây em sẽ soi gần để cho các bác nhìn những cái đường vân gỗ nổi nhé. Vân gỗ nổi hai bên đối xứng luôn, những cái đường chạm đục hoa văn bốn góc đều là hoa, bông hoa các bác nhé. Và những cái đường chạm đục quá đẹp và quá sắc nét luôn. Thì cái về cái chất thùng thì bên em vẫn còn giữ zin nguyên bản các bác nhé. Vâng, kính mài huỳnh luôn các bác ạ, kính mài huỳnh zin nguyên bản của nó các bác nhé. Bên trên là cũng là hai bông hoa và bên dưới là cũng kết đấu hai bông hoa rất đối xứng các bác ạ. Đầy đủ tay nắm cho các bác nhé, nó còn đầy đủ và còn zin nguyên. Bên em còn giữ một chiếc cassette này với cái dáng thùng dài mà
một cái hình dáng của cái chiếc đồng hồ nó còn giữ được nguyên bản đẹp như thế này quả là cũng quá quý hiếm phải không các bác, mà giá thì nó lại bình dân và hợp lý cho các bác. Mặt số vẽ các bác nhá, mặt số vẽ và mặt số vẽ 20 các bác ạ. Vâng, em sẽ quay vào bên trong để cho các bác cùng ngắm nhìn cái chiếc thùng hàng zin tay của chiếc đồng hồ KZ zin nguyên bản. Vâng, thùng quá chắc chắn, không có mọt mối gì các bác nhé. Vâng, và bên em còn giữ là chưa có spa gì các bác ạ. Vâng, bộ mặt zin nguyên bản của nó đều có kỹ hiệu chữ, em cũng không nắm, không biết được là em không đọc được cái chữ này, nhưng mà nó là zin nguyên bản các bác nhé. Bộ mặt là nó cũng chỉ gọi là một hơi vết vết không đáng kể gì các bác ạ. Vâng, nó cũng còn đẹp nguyên, kể cả từ kim, tất cả từ quả lắp cũng là zin nguyên bản các bác nhé, quả lắp inox luôn, quả lắp bóng loáng luôn ạ. Vâng, và 8 gông đồng, chuẩn nhất là âm thanh nó phải là 8 gông đồng. Về cái dòng cassette này thì các bác cứ lựa chọn cho em nó phải là 8 gông đồng thì âm nó mới hay, nó cũng ngang ngửa một chiếc Odo 36 đấy. Và giá thì nó lại quá hợp lý cho các bác. Bác nào cũng có thể sở hữu cho mình một chiếc đồng hồ zin nguyên bản của Pháp. Và sau đây thì em sẽ test chuông bản nhạc Westminster, bản nhạc truyền thống, để cho các bác cùng thưởng thức cái bộ gông 8 gông đồng các bác nhé. Âm quá hay luôn. Vâng, em xin test chuông ạ. Chất âm nó vây quá hay mà nó cũng không kém gì một chiếc Odo 368 mà giá thì quá bình dân. Thì em sẽ rút máy ra để cho các bác cùng ngắm nhìn những cái bộ máy này. Quả lắp còn sáng bóng các bác nhé, quả lắp zin nguyên bản của nó đi theo kèm theo với lại máy luôn. Đầy đủ tay chống máy cho các bác. Cái bộ máy size to mà máy vàng ươm quá đẹp luôn các bác ạ. Và cái dòng máy cassette này thì cái âm của nó thì quá là đỉnh và xuất sắc luôn. Thì em sẽ đánh chắc chắn chắn phụ kiện chống máy và đầy đủ phụ kiện chống tường quá là chắc chắn. Đây các bác cùng ngắm nhìn bộ máy còn quá đẹp và xuất sắc luôn. Và cassette phải là dòng máy size to và phải là 8 gông đồng thì âm nó mới hay. Đây bộ mặt cũng còn đẹp zin nguyên các bác nhé. Vâng, tất cả là trong một con đồng hồ cassette này bên em chọn là nó còn giữ được cái zin nguyên bản của nó. Tất cả từ thùng vỏ cho đến từ máy, tất cả là zin nguyên bản các bác nhé. Thì đây những cái 8 vồ quá là chắc chắn luôn các bác. Đây các bác còn nhìn những cái ổ cót nhá, bánh răng ổ cót, và cái dòng máy cassette này phải là dòng máy to thì nó chạy rất khỏe và ổn định. Dòng máy chạy dòng này thì máy nó chạy muôn thuở luôn các bác ạ. Và đây tất cả là bốn, mỗi bên bốn vồ zin nguyên bản của nó. Về phần máy thì bên em đã vệ sinh và lau dầu cân chỉnh hoạt động ổn định rồi các bác nhá. Về các bác chỉ có việc treo và thưởng thức cái âm thanh 8 gông đồng của nó. Âm của nó quá hay luôn, mà giá thì nó lại bình dân và hợp lý để cho các bác sở hữu một chiếc đồng hồ KZ
tám gông tám búa hàng zin nguyên bản này. Và đây bộ gông này các bác nhé, bộ gông đồng còn sáng choang luôn, cái chất âm của nó thì quá hay luôn. Và thì bác nào quan tâm đến một chiếc đồng hồ Caleb này thì cứ xin liên hệ cho em theo số máy trên hoặc là Zalo cho bên em. Bên em sẽ gửi chi tiết máy cho các bác để các bác cùng ngắm nhìn một chiếc đồng hồ KZ 8 gông 8 búa hàng zin nguyên bản này. Với cái giá nó quá bình dân và hợp lý để cho các bác sở hữu một chiếc đồng hồ KZ đẹp xuất sắc như thế này. Thì bác nào quan tâm thì cứ liên hệ inbox cho em. Vâng, em xin kính chào và tạm biệt các bác. Hẹn lại các bác vào những kênh video sau. Em xin kết thúc video này. Xin kính chào và hẹn lại các bác.